Movies to talk about. Đang ở cái quầy trưng bày màn hình của Sharp màn hình trong cái công nghệ ISO. Công nghệ ISO thì nó cho chúng ta có những cái màn hình độ phân giải cực kỳ cao và tiêu thụ rất là ít năng lượng. Bởi rất là đông người ở đây, mình sẽ đi vào nói về từng cái với các bạn. Đây là cái màn hình 13:3 sử dụng công nghệ ISO, phân giải là 2,516x1,600. It's like MacBook Pro, but I don't see it. Okay, yeah. No, I don't either. Cái độ phân giải của cái máy này, tức là tương đương độ phân giải của chiếc MacBook Pro Việt Nam đây. Cùng cái độ phân giải đó thì chúng ta có một cái màn hình độ phân giải cao hơn, là màn hình kích thước lớn hơn, là chiếc 10 inch. Chiếc 10 này với cái độ phân giải trên đã đạt được một mức là 300 ppi và kinh khủng hơn là chúng ta có một cái nhỏ hơn nữa là cái 6 inch 1, là các bạn biết là 6 inch 1 với cái độ phân giải là 2560 nhân cho 1600 thì một độ điểm mạnh của nó đạt được 500 ppi, cao hơn rất là nhiều so với những cái điện thoại full HD mà các bạn vừa thấy. Nếu bạn thấy là mình sát vào màn hình và mọi chi tiết đều rất là rõ ràng. Bên cạnh đó thì Sharp còn trưng bày một số cái màn hình OLED có dùng công nghệ ISO kết hợp hai cái, để chúng ta có một cái 13:5 với độ phân giải là 4K, chiều ngang là 4000 điểm mạnh, chiều cao là 2000 điểm mạnh, tức là độ phân giải rất là cao, 13:5 thôi. Đó. Các bạn có thể hình dung được là độ phân giải 4K trên cái màn hình 13:5 nó kinh khủng như thế nào. Không biết bao giờ thì những cái màn hình này nó mới đi vào những cái sản phẩm thực tế.